Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng ấn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Santa Fe cho hai phiên bản cao cấp của chiếc xe Hyundai Santa Fe đó chính là bản máy dầu và bản máy xăng khi mà sang tháng 8 này chiếc xe Hyundai Santa Fe nó thay đổi chương trình khuyến mại em nhé chiếc xe Hyundai Santa Fe nó thuộc phân khúc của dòng xe súp đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Fortuner Kia Sorento, Mazda CX-8 hay là rất nhiều xe ăn chơi ở Việt Nam ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết từng viên bản ạ. Đầu tiên giới thiệu cho nhau về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 375 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 1 tỷ 286 triệu thôi ạ tức là đang giảm giá cho anh em đang là 90 triệu tiền mặt ạ. À. 8-9 triệu tiền mặt à, anh em nhé. Ngoài ra tặng thêm cho anh em một bộ phụ kiện nữa đây ạ. À. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp này nó nội đang là 1 tỷ 391 triệu ạ. À. Còn tỉnh thì 1 tỷ 358 triệu. Tỉnh áp thuyền trăm thì 1 tỷ 371 triệu. Và ở Thành Minh thì 1 tỷ 377 triệu ạ. À sang tháng 8 này chiếc xe Santa Fe máy dầu này tăng lên là 5 triệu so với cả tháng 7 em nhé có trả góp anh em chỉ bỏ ra với giá đang là 377 triệu thôi ạ còn là tỉnh thì là 344 triệu tỉnh A phương trăm thì là 357 triệu và ở Thế Minh thì là 363 triệu ạ con giá tốt hơn hay khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giờ đây sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá, anh em gửi giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, làm số thế nào thì anh em điền thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để mọi thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Tiếp theo giới thiệu cho mình một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 275 triệu sang tháng 8 này thì đấy chúng em đang bán với giá đang là 1 tỷ 190 triệu ạ. Xăng tháng 8 này giá đã cao lên là khoảng 5 triệu so với cả tháng 7 em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp này là nó đang là 1 tỷ 289 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì 1 tỷ 257 triệu, tỉnh áp thương trăm 1 tỷ 269 triệu, và ở Thành phố Minh thì 1 tỷ 276 triệu ở. Còn trả góp thì là 351 triệu, tỉnh thì là 318 triệu, tỉnh áp thương trăm thì là 331 triệu, và ở Thành phố Minh thì là 338 triệu ở các chi phí mà em đã tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ biển số đăng ký đăng kiểm phí vận chuyển đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ok vậy giao này nó giới thiệu cho anh em về giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Santa Fe cho hai phiên bản rất là chi thức để rồi với giao này xin phép em sẽ dừng vào đây anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh nhá để sự cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau để cho lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Ok xin phép em sẽ dùng vào đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn em sẽ này kiểu mạng